Xin chào các bạn, hôm nay mình bên Sài Gòn Đo sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt của cửa thép chống cháy. Và sau đây là những dụng cụ bao gồm là cánh, khung, ổ khó và thanh để hơi, máy khoan, máy cắt. Yeah, hello, anh ơi, bạn đang làm gì vậy? Em đang hướng dẫn các bạn lắp quy trình lắp bộ cửa thép chống cháy. Em tên gì? Em tên Quốc, còn anh? Tên tôi Brandon. Cảm ơn. Cái này trong rất thú vị, tôi có thể xem bạn hướng dẫn lắp cửa được chứ? Được anh. Em rất vui được hướng dẫn anh và các bạn lắp bộ cửa thép chống cháy này. Okay. Muốn đưa nó vào trong? Đúng rồi. Rồi, bước thứ nhất chúng ta sẽ khảo sát ổ chờ này. Và đây là 91. Ổ chờ này trước khi đo chúng ta sẽ đo 3 đoạn. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai ở giữa. Đây cũng 91 luôn. Và đoạn thứ ba 91. Và sau khi chúng ta đo ổ chờ này là chúng ta sẽ sản xuất ra ổ cửa này nhỏ hơn một phần, chia đều bên 5 ly. Và ổ cửa này mình sẽ đo là sẽ là 90. Trước khi đo xong chúng ta sẽ đặt khung bao vào vị trí ổ chờ ta đã đo. Chúng ta sẽ khoan 3 điểm. Lấy cái này ra. Em làm việc này bao lâu rồi? Em làm việc này khoảng 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rồi? 3 năm rưỡi. Ok. Sau khi chúng ta khoan lỗ, chúng ta sẽ lấy cái kê đặt vào vị trí để khoan. Anh nhớ được. Một hai nữa. Ba được. Được rồi. Sau khi khoan các kê vào, chúng ta sẽ đặt khung vào vị trí cũ và bắn vít. Đặt khung xong chúng ta sẽ bắn vít vào vị trí tất kê mình đã khoan và kẹt tay. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ cánh lên. Chúng ta sẽ kiếm cục nêm cao hơn đây khoảng 5 đến 7 ly. Nó để chúng ta đặt cánh vào nó sẽ khớp. Đấy, chúng ta sẽ canh sao cho cái này nó hở khoảng 3 ly. Bước tiếp theo chúng ta sẽ bắn tiếp. Chúng ta sẽ bắn trước 3 điểm đó trước và bắn mũi cho 1 điểm 1 con. Rồi. Khi ta đóng, ta sẽ nhìn đồ hở này. Ta thử nó đã đều chưa? Nếu chưa đều chúng ta sẽ riết ốc về. 1, 2, 3. Đúng rồi, chúng ta sẽ bắt cái này trước. Nếu chúng ta đóng cửa khớp rồi, chúng ta sẽ khoan con vị trí thứ 4. Sau khi đóng xong, chúng ta sẽ đóng cúc kê. Chúng ta siết ốc lại. Đấy. Chiếc cho vừa tới do chúng ta đã căng sẵn cái khung rồi. Rồi đường này. Chúng ta sẽ siết cho vừa tới. Rồi chúng ta sẽ nhả con này ra. Sau khi chúng ta chia đều đồ hở này và đồ hở này, xong rồi chúng ta sẽ niêm vào những vị trí. Rồi sau khi chúng ta
Để nên vị trí này chúng ta sẽ siết toàn bộ ốc lại. Sau khi chúng ta siết xong 6 ốc này, chúng ta sẽ bắn phôm vào. Bây giờ chúng ta đúng rồi, cái đó chờ cái đó khô xong chúng ta, trong khi chờ đợi chúng ta sẽ lắp khó. Lắp xong này cái đó khô là mình sẽ cắt đi. Cái này bao lâu cho đến khô? Này khoảng 20 tới 25 phút rồi. Đúng. Căng cái khó này cho nó căng đôi con trắng siết đó là rồi, xong rồi siết xong chúng ta sẽ làm dấu, chúng ta sẽ coi những vị trí viết này cho nó lọt vào lỗ này và lỗ này. Ta lưu cái lúc nào cái mạch này lúc nào cũng quay qua cái hướng mở cửa. Chúng ta sẽ canh khoảng cách từ đây qua đây là 10 cm. Chúng ta canh cái lỗ này sao cho nó xong cái đường. Chúng ta sẽ cho cái này gần đúng cái này thôi. Các bạn nó qua. Chồng nó có con tù bích á. Và đây là tốc độ của cái thân này hơi. Thân trên này chúng ta sẽ, nếu chúng ta quảnh ngược về hướng hướng đồng hồ á, là nó sẽ đóng nhanh. Còn nếu chúng ta riết lại nó sẽ có một cái độ dừng và nó nhập vào. Còn cái thân dưới đây là nhanh chậm, đóng nhanh và chậm. Cái đây này nay là nó chỉnh là theo quy định là chuẩn như thế này là ok. Có một cái độ dừng. Chúng ta sẽ đặt cái đường form này đi. Sau khi chúng ta lột keo xong, chúng ta sẽ chặt những khúc cây đây, những khúc cây dư này. Rồi, ok. Ok, ready go. Rồi sau khi chúng ta cắt bỏ phần này, chúng ta sẽ bắn silicone. Đúng rồi, silicone. Đúng rồi, silicone. Đúng rồi. Rồi sau khi chúng ta bắn silicone xong, chúng ta sẽ bắn những con vít còn lại. Và đây là bước cuối cùng chúng ta làm là nóng lúc. Vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong quy trình lắp bộ cửa thép chống cháy này. Yeah.
đầu tiên tôi muốn nói với bạn cảm ơn rất nhiều cho đã hướng dẫn lọc cua hôm nay. Và cái này, cua này rất tốt đẹp và rất an toàn. Tôi hạnh phúc khi xem bạn làm. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh và các bạn đã xem em quy trình lắp bộ cửa tép này. Và bây giờ video này cũng đã kết thúc và hẹn gặp lại các bạn quy trình lần sau. Video gặp lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật những video mới nhất và hấp dẫn nhất thì các bạn hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.